là mọi người lưu ý cho Vũ nè. Đây là những cái này nó rất là dễ bị cản rác lại và rất là dễ bị ngạt nước, và nước nó sẽ không thoát được, nó tràn vào nhà chúng ta. Thành ra là đề nghị Vũ sẽ đề nghị các anh em là bỏ luôn cái hình ngôi sao này nè. Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Vũ lại cùng với các bạn đi tham quan một công trình ở quận 12 ha. Quận 12 này ở khu đường Vượt Lài, khu An Phú Đông á mọi người. Thì mời các bạn cùng với Vũ đi xem cái ngôi nhà vào giai đoạn mà hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào và chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề gì ha. Thì giới thiệu với mọi người luôn, thì căn nhà này là có chiều ngang là 4,5 m và chiều dài mình được phép xây là nó khoảng 11 m thôi mọi người ha. Quy mô là chủ nhà xây là một trệt, một lầu và một sân thượng trùng cu. Rồi mọi người cùng với Vũ vào tham quan ha. Thì công trình thì lúc nào cũng có đầy đủ cổng biển báo ha mọi người ha. Nhắc cho mọi người biết là chúng ta cũng phải nên lắp đặt biển báo và cổng như này để tránh mà trường hợp mà chúng ta bị phạt ha. Vì cái này là quy định của nhà nước rồi. Đó, bước vào nhà thì chúng ta có một cái khoảng sân. Khoảng sân này cũng tương đối là rộng để chúng ta để xe máy ha mọi người ha. Thì lộ giới thì nó vào tới đây nè mọi người. Lộ giới vào tới đây ra cái nhà, khối nhà chúng ta sẽ được xây từ ở đây. Ở ngoài thì được dán đá hoa cương ha. Đó, đá hoa cương này là đá đen Campuchia nè mọi người. Thì nhà này chúng ta đã ốp lát ha, gần xong và sân nước đã bả lên lớp thứ hai rồi mọi người. Thì mọi người lưu ý ha, khi mà chúng ta lát gạch xong thì để cho những đơn vị khác vô mà tránh mà chày gạch đồ của chúng ta, thì chúng ta cũng phải nên lót bạc, chảy bạc hết cái phần mà gạch mà chúng ta lát ha mọi người ha. Đó, chủ nhà thì cũng rất là sợ dơ mọi người, thành ra cũng chọn cho mình là việc mà lát cái gạch dán tường như thế này mọi người, dán tường gạch như thế này luôn thì nó sẽ sạch hơn. Và chúng ta đang dán cao là khoảng 1,2 m ha mọi người ha. Nhà này thì chúng ta sẽ có là gồm một phòng khách, một bếp và một toilet ở dưới tầng trệt ha mọi người. Đây, và cái toilet thì nằm kế cái cầu thang ha mọi người ha. Mọi người lưu ý khi mà chúng ta bước vào là thiết kế một cái toilet á, thì chúng ta phải nên lưu ý là chúng ta phải chừa ra một cái khoảng cửa sổ ha mọi người ha, để cho nó tránh bị ẩm thấp cái toilet của chúng ta. Đó, tránh cho những cái mùi mà nó động lại trong toilet đó mọi người. Toilet thì cũng đã được dán gạch xong hết rồi mọi người. Rồi đây là cái khu bếp. Bếp thì mọi người lưu ý nè, là khi chúng ta làm cái mặt bếp á mọi người, thì chúng ta phải nên đổ một cái tấm đan ở dưới ha mọi người ha. Ha, đây mọi người coi là dưới này chúng ta đổ tấm đan, chúng ta hay lát đá thì chúng ta sẽ xài yên tâm, chúng ta xài hơn. Đây, đó, bên chị thi công cũng đã đổ rồi, họ lấy cái những cái gạch dụng để họ lót làm cái pha luôn để cho nó chết đây luôn. Đó. Rồi nếu mà chúng ta mà không có đổ tấm đan đó mọi người, thì khi mà chúng ta thao tác, nhiều khi chúng ta lỡ chúng ta chặt thịt hay chúng ta leo đứng lên mốt cái kệ tủ bếp ở trên này nữa thì nó rất là dễ bị bể đá của chúng ta. Thành ra là chúng ta cũng phải làm cái tấm đan ha mọi người ha. Chúng ta kêu các nhà thầu làm cho chúng ta cũng chẳng có tốn chi phí bao nhiêu đâu. Vũ thấy rất là nhiều nhà họ chỉ kê cái xà gồ và đặt đá lên, thì như vậy thì nó sẽ không có bền được và rất là nguy hiểm cho chúng ta khi chúng ta sử dụng. Thì một nhà phố mọi người thấy thì thiết kế nó cũng có nhà hình hợp mọi người, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Ở dưới đất thì phòng khách và bếp, và cái quan trọng là khi vào hoàn thiện thì chúng ta phải sạch sẽ ha mọi người. Đó, khi chúng ta làm đến đâu chúng ta gọn, chúng ta sạch sẽ tới đó thì là những cái công tác phát hiện ra sai sót nó sẽ dễ dàng hơn, cũng như là vào công trình thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó thích mắt hơn. Đá hoa cương thì cũng đã được dán luôn rồi hả mọi người ha, cũng được lát đá hoa cương hết luôn rồi. Đá này đá là đá đen Campuchia luôn, phối với lại cái thằng trắng Mocha mọi người. Đi thì nhìn nó sẽ dễ dàng mà cho chúng ta phân biệt những cái mặt bậc hơn. Rồi chúng ta cùng lên lầu 1. Lầu 1 công trình này thì cũng được chia ra làm hai phòng ngủ, ngủ trước và ngủ sau ha. Ở giữa đây thì chúng ta sẽ có một cái toilet. Toilet nó nằm ngay cái vị trí hành lang này luôn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái không gian giữa hai phòng nó rộng hơn. Đó. Toilet mọi người thấy là toilet lúc nào là cũng phải có thêm một cái ô cửa sổ như này mọi người ha. Đó, chúng ta nên làm như vậy để mà cho cái toilet chúng ta nó được sử dụng một cách tốt nhất ha.
Rồi chúng ta cùng bước ra phòng phía trước. Đây là công tác hoàn thiện, thành ra là các chị công nhân cũng đang đi trà ron những cái gạch ốp tường. Chủ nhà là ốp tường 1m2 tất cả các phòng cũng như là các tầng của mình luôn để cho nó sạch. Đó, mọi người thấy là gạch nền đã được lát rồi nè mọi người. Đó, cũng đã được lát rồi và được che bạc rất là cẩn thận. À, lát gạch hết rồi, nếu chúng ta không che là mai này chúng ta sẽ bị chảy gạch hết nè mọi người. Ở đây chúng ta cũng có một cái ban công chính thức đưa ra ha. Thì ban công này cũng đã được chống thấm nè mọi người ha. Đây, mọi người coi là đã chống thấm và cán hộ rồi. Đó, cái quy trình mà chống thấm của công ty Tiến Phát số 8 là cũng đã cho ngâm nước hết rồi. Đó, chống thấm đã 3 lớp rồi đó. Rồi chúng ta sẽ coi cái phòng ở phía sau nó có cái gì hay. Đây, phòng phía sau thì thường nó rất là tối mọi người. Thành ra là với cái giải pháp là chúng ta sẽ tạo ra một cái ô giếng trời như thế này ha. Đó, cái ô giếng trời này nó giúp ánh sáng chúng ta sẽ vào phòng. Đó, cũng như là nó sẽ làm đối lưu không khí cho chúng ta sẽ cảm thấy là nó dễ thở hơn khi mà chúng ta sinh hoạt ở trong những cái phòng phía sau nhà như thế này. Bên cạnh đó thì chủ nhà cũng bên thiết kế á mọi người cũng thiết kế thêm một cái cửa sổ rất là lớn như thế này nhìn ra cầu thang để giúp cái phòng chúng ta nó sáng hơn ha. Đó, đây là một trong những cái giải pháp để giúp cho những căn nhà nó dài và những cái phòng ở phía sau xung quanh chúng ta không chỗ cửa sổ được thì chúng ta dùng những giải pháp này thì cái phòng của chúng ta nó sẽ được thông thoáng hơn, được sáng hơn. Và chúng ta cùng bước lên sân thượng. Thì mọi người cũng lưu ý ha, với cái thiết kế mà cầu thang như thế này rồi toilet nằm ở hành lang như thế này thì cái nhà của chúng ta tối thiểu là nó cũng phải đạt được từ 4m thôi mọi người ha. Chứ nhà mà chúng ta ngang 3m chúng ta thiết kế như này rất là khó. Đó, thành ra là nhiều khách hàng lại cứ mong muốn thiết kế giống vậy nhưng mà chiều ngang nhà chỉ có 3m, 3m hơn thôi. Thành ra là việc xử lý mà có thêm một cái toilet nằm ở hành lang vậy là không đủ diện tích để chúng ta thiết kế. Nhà phải từ là 4m trở lên, 4m, 5m thì chúng ta thiết kế như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn cho chúng ta. Đó, xe xuyên thượng nè mọi người. Xuyên thượng thì giấy phép nó chỉ cho là cái ô trùng cu, đúng là cái ô trùng cu để che cái ô cầu thang này thôi. Đó, ra xuyên thượng phía trước là rất là rộng rồi mọi người ha. Cũng đã được lát gạch rồi. Thì trên này thì chúng ta cũng ít đi lại rồi, chúng ta không cần phải chảy bạc đâu. Tự giờ giấy hai nữa là cái gạch lát này nó bằng đá nữa mọi người. Thành ra nó cũng rất là khó chảy. Nào mọi người lưu ý cho Vũ nè. Ở khu vực ngoài trời, sân thượng hay ban công rồi chúng ta xài những cái phễu á mọi người. Thì cái phễu này là nó chức năng nó cũng thoát nước nhưng mà nó không có kiểu mà nó chúng ta sử dụng những cái phễu mà không có như những cái toilet á mọi người ha. Đây nè, đây là những cái này nó rất là dễ bị cản rác lại và rất là dễ bị nghẹt nước và nước sẽ không thoát được, nó tràn vào nhà chúng ta. Thành ra là đề nghị Vũ sẽ đề nghị các anh em là bỏ luôn cái hình ngôi sao này nè, đục bỏ luôn rồi chúng ta đậy lại cái này thì chúng ta sẽ sử dụng an toàn hơn đó. Từ bây giờ mọi người không đục thì mốt chúng ta sử dụng chúng ta cũng đục à, nó rất là dễ bị nghẹt và Vũ gặp rất là nhiều trường hợp như vậy đó. Phễu bên này cũng vậy nè đó, ra chúng ta có ngoài nó có những cái phễu mà nó không có những cái hoa văn này thì chúng ta ưu tiên chúng ta mua, chứ chúng ta lỡ mua rồi thì chúng ta cũng nên kêu thợ đục cho nó bỏ đi, bỏ ra những cái này đi, nó sẽ cản nước chúng ta và thoát nước sẽ rất là nguy hiểm chúng ta khi mà chúng ta không có ở nhà đó, mà trời mưa lớn rồi là nó rất là dễ bị nghẹt và động. Đây, và khi mà làm cái sân thượng thì mọi người cũng lưu ý ha, chúng ta cũng tạo một cái gờ tối thiểu là nó cũng phải được 1.5 tới 2 phân đó, để khi mà cửa chúng ta đóng lại thì cái ngàm cửa nó sẽ ngàm vô đây và nước nó sẽ không có vào nhà chúng ta được đó. Một cái lưu ý rất là nhỏ thôi nhưng mà nhiều người vẫn hay bị bỏ sót cái vấn đề này. Và đây là cái sân sau. Sân sau này dùng để mà chúng ta phơi đồ này nọ ha mọi người ha. Rồi đây cái là mọi người coi cách xử lý ô giếng trời nè mọi người. Đó, vì với giải pháp bên Tiến Phát số 8 là chúng ta làm những cái lam cái cửa và bằng lam sắt như thế này ha. Cái này là bằng sắt ha mọi người ha, và được sơn tĩnh điện. Đó, bên này mặt này cũng có là những cái cửa như thế này, thì cửa này mọi người thấy là nó có cái khe ha, tất cả nó đều có cái khe hết để chi mọi người, để nó rút không khí nóng ở trong nhà chúng ta đi ra ngoài ha.
còn có những người lại xây bít lên luôn, rồi cuối cùng lại nâng cái cao độ này lên, cao độ mà của cái tấm kiến này nè mọi người, đó nâng lên thì mưa nó rất là dễ tạt vào đây đó. Thì chúng ta làm giải pháp này chúng ta sẽ tránh được mưa tạt, cũng như là chúng ta sẽ rút được không khí trong cái nhà ra đó mà nó không sợ bị mưa tạt ha mọi người. Đó, mọi người coi cái ô giếng trời này cũng được làm giải pháp nha mọi người. Đó, thêm một ô giếng trời ở đây nữa. Nhà chúng ta có hai lỗ luôn, lỗ cầu thang với cái lỗ cuối nhà nè. Đó, xung quanh cũng được làm những cái cửa chớp như thế này. Ở đây là những cái kỹ thuật cũng như là những cái thiết bị về cái vật tư hoàn thiện mà Vũ chia sẻ cho mọi người để giúp mọi người có thêm nhiều lựa chọn trong ngôi nhà của mình. Và mong rằng là sắp tới đây thì mỗi ngày Vũ sẽ đi một công trình của công ty Thiết Phát số 8 để giới thiệu cho mọi người những cái hay và những cái chưa hay trong xây dựng mà chúng ta hay gặp phải, để mọi người có thêm kinh nghiệm để xây cho mình những ngôi nhà mơ ước sắp tới ha. Và mọi người ủng hộ Vũ bằng cách cho Vũ một like cũng như chia sẻ ra clip này nếu mà cho nó hay. Và biết đâu đó là những người thân của mình cũng cần những cái kinh nghiệm như thế này để xây nhà cho mình. Rồi bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau.